các bạn, hôm nay Tuyết Già xin chia sẻ một chủ đề nói về tháng cô hồn kỵ rất nhiều điều. Tại sao phải kỵ rất nhiều điều? Vì tháng này là tháng xá tội vong nhân. Tháng này coi như là hả Diêm Vương mở quỷ môn quan cho các cô hồn, cũng như là hả linh hồn lang thang không nơi nương tựa để trở về dương thế, như là lên dương thế để hả xá tội cho hả tất cả những cái vong hồn, cũng như là được tìm những cái gì mà hả giống như là khai mở để có cơ hội đó các bạn. Cho nên hả khi mà mình có được cái xác phàm này, mình rất là cảm thấy cảm ơn trời Phật. Linh hồn mà lang thang không nơi nương tựa đó các bạn biết không, rất là khổ sở, vất vả, vất vưởng. Nó nhưng mà người ta rất là tôn trọng mình nha các bạn, người ta đúng luật chứ không phải là người ta muốn làm gì làm đâu. Người dương gian phải hết sức cẩn thận tháng 7, hạn chế không đi đêm. Nếu như mình đi đêm á, mà mình giống như mình vô tình, mình dậm phải những cái gì mà chỗ nơi người ta giống như người ta tụ họp hay gì, làm sao mình biết được, tại vì không có thấy, đúng không các bạn? Nó nhất là những ngã ba ngã tư hay là những cái lề đường, cũng như là đang ngồi, cũng như là ăn nhậu hay gì đó, thì coi như là những cái quan hồn cô hồn người ta cũng ngồi, người ta ăn uống như mình vậy, mà mình vô tình mình dẫm đạp, mình không thấy mình dẫm đạp lên thì người ta tức giận đó. Nhất là ban đêm nha các bạn, đi đường phải cẩn thận, rồi ăn nói cũng vậy, cũng phải cẩn thận, chứ không phải muốn ăn ăn, muốn nói thì nói. Rồi cái tháng 7 này nó khổ lắm các bạn ơi. Rồi không đốt tiền vàng mã tùy tiện, đốt tiền vàng mã phải đúng nơi đúng chỗ. Nó đốt ban ngày chứ cũng không đốt ban đêm nữa. Rồi cũng không đốt coi như là vàng mã giống như là gần kế bên nhà mình nữa đó các bạn. Giống như cái ngôi gia của mình mà mình hả giống như mình đốt tùy tiện quá thì coi như là gây ảnh hưởng đến cái tài lộc của mình. Cho nên á, nếu như mình đốt vàng mã thì cái này cũng được, nhưng mà phải đúng luật nha các bạn. Giống như là mình năm nào mình cũng đốt hết, chứ không phải là mình muốn đốt nữa năm nay rồi sang năm mình không đốt. Nó cũng có luật lệ. Cho nên hả thà rằng mình không đốt vàng mã mà mình lo tu tâm dưỡng tánh, để cũng như là mình hả nhìn thấy những cái gì mà hả tất cả mà hả cái cảnh vô vi mà người ta cần thiết đến, thì giống như là người ta sẽ nương tựa theo mình đó các bạn để tu tập, thì cái này nó tốt hơn. Nó đây là cái sự mà gọi là mình hả giống như là làm gương cho tất cả những gì mà hả vong nhân, những gì mà cô hồn người ta nhìn thấy cái người tu, thì lúc này á là các vong hồn người ta nhìn thấy gì nè, là người ta thấy niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy tu hành, thấy đọc chú Đại Bi, thấy đọc kinh cúng lại ngày đêm. Thì á, khi người ta nhìn thấy mình như vậy đó là người ta khai mở là mình rất có phước nha các bạn. Tại vì khi không có cái xác phàm này, không thể nào mà hiểu đạo một cách mà giác ngộ nhanh chóng được, phải khai mở rồi phải từ từ nương theo. Đó các bạn thấy khó khăn không? Bởi vì tại sao Tiết Già chia sẻ là bây giờ mình còn cái xác phàm này, mình giác ngộ rất là nhanh, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên trần gian này, coi như là mình tu coi như là rất là nhanh hơn là cõi âm đó các bạn. Coi như là tránh gì nè, tránh coi như là bơi lội ban đêm. Bơi lội ở đâu mới tránh? Bơi lội ở biển rộng mênh mông thì không có sao, tại vấn đề đi du lịch. Còn vấn đề suối ao hồ, những nơi nào âm khí nó tối tăm, những gì mà hả giống như là hả che khuất những cái ánh nắng ánh sáng của mặt trời, thì đôi khi á các bạn biết sao không? Là bị giống như là hả trẹo chân chuột rút tất cả những gì, hoặc là ấm đầu, nó không treo chuông mà hả chuông gió ngay chỗ cái đầu giường ngủ, gương kiến không có để soi vô trong cái người mình lúc ngủ. Nó mình chỉ có xem xong cái gương, coi như là mình trang điểm xong là mình phải úp cái gương lại nha các bạn. Tháng 7 này đừng có để ngửa cái gương ra, hoặc là để cái gương soi thẳng vô cái chỗ nằm, chỗ nghỉ ngơi của mình, thì coi như hả ma quỷ sẽ len lỏi vô cái gương đó mà dội thẳng vô trong người mình, trong cái thân của mình. Trong cái thân phàm này đã trượt rồi mà mình còn ăn thịt động vật nữa, thì cái này không có thể nào mà mình cũng như là có cái sự chịu đựng nổi, mà một khi ma quỷ đã đến
hành hạ đó các bạn. Cho nên Tuyết Già chia sẻ, nếu bạn nào ăn chay trường được trong tháng 7 rất tốt đó, nếu bạn nào cúng lại ngày đêm thật nhiều rất là tốt, hoặc là luôn mỗi lúc mỗi phút mỗi lúc mỗi nơi là trì chú đại bi, đọc chú đại bi, rồi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không ngừng nghỉ trong tháng 7 luôn. Nó để cho những vong hồn lang thang không nơi nương tựa, người ta được khai mở các bạn, để người ta nương vào những cái con đường mà gọi là hả tu tập. Người ta phải hả giống như là tập cái hạnh đạo từ bi để hả từ từ coi như là ma quỷ sẽ noi theo mà để tu hành. Rất là khó nha các bạn, cái sự khai mở của ma quỷ rất là khó. Cho nên hả tất cả chúng ta nếu như còn cũng như là chúng ta có cái xác phàm này mà chúng ta hả tu tập được thì chúng ta có phước rất là nhiều đó các bạn. Rồi khi đi đêm á các bạn biết sao không? Các bạn nhớ một điều không quay đầu lại nha các bạn. Dù cho có tiếng động, tiếng kêu, tiếng như thế nào đi nữa, các bạn cứ chạy o thẳng về nhà, không có quay đầu lại nhìn nha. Các bạn quay đầu lại nhìn là các bạn coi chừng nha. Nó coi chừng là các bạn sẽ bị một cái gì ngã gục xuống luôn đó, nó hoải hùng luôn. Tại vì thường thường quay đầu trở lại là mình không còn sự phản kháng đối với ma quỷ, trong khi sự tu tập mình chưa có được hạnh thông. Nó mà mình đi bằng đêm, mình đi vào những cái tháng gọi là tháng cô hồn nữa. Bởi vì tại sao tháng cô hồn này mà hả coi như là hả được xá tội vong nhân, coi như là Diêm Vương mở quỷ môn quan để cho tất cả coi như linh hồn đến, đến dương thế đó các bạn. Đến dương thế để tìm đường khai mở, để học đạo, để coi như xóa được những gì mà tội lỗi mà hả ngày xưa đã làm nhiều đời nhiều kiếp, để cũng như là hả đọa đài ngạ quỷ rất là khổ đau các bạn ơi. Nếu như mình được có cái thân người như thế này thì mình ráng tu tập đi, nó mình ráng ăn chay niệm Phật đi để tránh khỏi những gì mà gọi là sau này lúc mà thoát xác á các bạn biết không, là dễ đi con đường ngạ quỷ súc sanh lắm. Nhất là hả tham vọng quá cao, thấy tiền là dứt khoát bất chấp, không biết đồng tiền đó từ đâu đến, đồng tiền đó coi như người ta làm cực khổ mà hả cũng như là mình ham muốn tiền của người ta, rồi mình hốt tiền của người ta đó. Cái lòng tham vọng quá cao thì cũng đi vào những cái con đường ngạ quỷ súc sanh. Nếu mình thiếu phước, mà thường thường những người tham vọng quá cao, tham tiền là những người thường thường là ít phước, đúng không các bạn? Phước rất là kém. Tại vì khi mà cái phước báo người ta lớn rồi á là không ai mà gọi là tham tiền hết á. Đồng tiền nó phải tự tìm đến cái người có phước báo. Nó lạ như vậy á, người có phước báo là tiền nó tự tìm đến, còn người thiếu phước là phải đi tìm tiền. Nó đi tìm tiền trong cái gian nan vất vả khổ sở mà coi như không có đủ sống luôn đó các bạn. Thấy tại sao có nhiều người đói là cái lý do này. Cho nên Tiết Già mới chia sẻ các bạn là tu nhanh kẻo trễ, để không thôi hả cái xác phàm này mình trả lại cho hả trần gian thì mình đâu có còn mà để hả cái con đường tu học nữa, đúng không các bạn? Không kịp. Còn nếu như mình đã tu học rồi thì khi mà cái xác phàm này hả mình bỏ xác trở lại trần gian này thì mình cũng tiếp tục tu nữa, tu trên cái cõi tịnh á. Coi như tất cả chúng ta đều hướng đến cái con đường đi lên thì không bao giờ quay đầu ngược trở lại bất cứ một điều gì. Cũng như là sự cám dỗ của ma quỷ trong cái tháng 7 này, nếu như mình không cứng rắn là mình dễ bị cám dỗ ma quỷ nó cám dỗ mình. Giống như nói rằng là bây giờ tự nhiên sao mà ăn đậu hũ vô nó mệt mỏi quá à, ăn chay vô sao mà nó giống như là nó yếu người vậy đó. Thôi bây giờ mình ráng hả mình ăn mua miếng thịt đi, mình ăn cái hả cho nó khỏe lại đi. Đó, cái sự cám dỗ cho mình rời khỏi cái chốn gọi là cái chốn tu hành đó các bạn. Các bạn thấy Tiết Già ăn chay không? Càng ăn chay càng hả cũng như là mập uống mà càng khỏe mạnh, không dùng thuốc gan, thuốc thận, thuốc đau huyết áp, thậm chí thuốc xương khớp cũng không dùng luôn. Nó tại vì người ăn chay là coi như là máu huyết rất là thông, còn người niệm Phật tu hành là coi như cái tâm rất là tịnh. Cái tâm tịnh á là coi như mình không có suy nghĩ những cái chuyện đời mà vướng bận,
những cái chuyện mà giống như là con đường ác nghiệp, con đường tham vọng, con đường mưu sinh mà không bất chấp, không nghĩ đến đạo đức á, thì coi như cái thân mình á, là dễ hủy hoại trong cái ngũ tạng lục phủ của mình. Các bạn thấy không, ngũ tạng lục phủ của mình mà mình không chịu giữ, giữ cho cái tâm thanh tịnh thì làm sao ngũ tạng lục phủ của mình yên được. Đó, nó đơn giản vậy. Tiết già học thì biết nhiêu chia sẻ cùng các bạn nhiêu thôi. Khi tháng 7 mình có nên khai trương không? Nhịn chút xíu đi, bước qua tháng 8 hãy khai trương. Tự vì tháng 8 là tháng mà gọi là trung thu, tháng mà gọi là khí trời giống như là thay đổi, một cái sự mà vui tươi, hạnh phúc, sáng sủa. Nó tháng 8 là tháng gì? Tháng mà gọi là tròn trịa. Nó một cái con số 8 nó cũng tròn trịa hơn là số 7. Số 7 nó nằm chữ gì? Chữ thất. Nó thất là gì? Thất bại. Chưa nói về tháng cô hồn đó, nói thất là nó thất bại rồi. Bây giờ mình khai trương, mình mua xe trong cái tháng tối tăm mù mịt như vậy, rồi làm sao mà mình làm ăn được, xe chạy cũng không có hạnh thông. Rồi mình mua nhà trong tháng 7 cũng vậy, cũng hả, cũng như là bị những cái gì, bị những cái xui rủi, gặp những cái căn nhà ma quái ma quỷ, nó kéo theo cái sự mà hả sống trên mặt trần gian mình. Mình mưu sinh, mình làm cái gì cũng không được hết luôn, rất là kỵ luôn. Rồi mua nhà, mua đất, mua vàng, mua xe, cưới hỏi, xây dựng, tất cả những gì, thì tháng 7 các bạn ráng cố gắng mà nhịn qua. Nó nhà không nên tắt đèn tối trong tháng 7 nha các bạn. Chịu khó tốn tiền điện chút xíu thì các bạn phải mở điện lên. Bởi vì sao? Tất cả những cô hồn coi như là hả, những vong hồn người ta giống như là người ta đi tìm những cái chỗ gì, những cái chốn dương gian mà trong cái quỷ môn quan đã hả, coi như là đã xá tội vong nhân, đã lên coi như dương gian để hả tìm nơi nương tựa, để khai mở, để tìm con đường học đạo đó các bạn. Chứ không phải mà lên đây để phá rối đâu. Người ta sống rất là hả, cũng như biết được cái lực của hả của trần gian như thế nào, người ta cũng như là người ta luôn luôn tuân lực đó các bạn, chứ không phải người ta muốn làm gì làm đâu. Tại mình chọc ghẹo người ta, mình phá phách người ta, mình không chịu tu hành để cho người ta nương tựa, mà mình đi ăn nhậu rượu thịt, tất cả những gì mình chửi thề lưu manh láo cá, mình làm những cái điều mà hả độc ác, cho nên người ta thấy người ta phải bực tức thôi. Nó người ta bực tức thì dĩ nhiên là cái người ta phải có những cái mà người ta gọi là thù hận mình. Tại vì sao? Lòng ma quỷ không được khai mở, cho nên á không được giống như là hả một cái tâm Phật, cho nên người ta rất là thương đó các bạn, rất là đáng thương. Nó cho nên Tiết già hả chia sẻ để tất cả các bạn ai cũng vậy, tránh cái tháng 7 ra nó để bước qua tháng 8, rồi mình muốn làm gì mình làm. Tiết già xin kính chúc tất cả các bạn ai cũng ăn chay niệm Phật làm lành trong tháng 7, để coi như là hả hồi hướng cho được tất cả, cũng như là gia đình mình, rồi hả hồi hướng cho tất cả những vong linh, những gì mà được khai mở thì các bạn có phước rất là nhiều. Video Tiết già chia sẻ đến đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.